hãy thường suy nghĩ đến những món quà mà Chúa đã ban cho bạn. Dù gặp phải hoàn cảnh nào, chúng ta luôn có thể cảm đội ơn Chúa vì những món quà Ngài đã ban cho chúng ta. Đôi khi chúng ta có thể bị cám dỗ nghĩ rằng Chúa không yêu chúng ta, hoặc Chúa yêu người khác nhiều hơn chúng ta. Chúng ta có thể dựa trên giả định này vì nghĩ rằng người khác có nhiều đồ dùng nghề hơn hoặc tốt hơn. Tuy nhiên, nếu chúng ta thực sự dừng lại để suy nghĩ, Chúa đã ban cho chúng ta nhiều phúc lành, mà không phải lúc nào chúng ta cũng nhận thấy điều đó. Nhiều món quà của Chúa trong cuộc sống của chúng ta. Thánh Francisco de Sales suy ngẫm về thực tại thiêng liêng này trong tác phẩm dẫn nhập vào đời sống đạo đức của Ngài. Trước tiên, Ngài khuyến khích độc giả nghĩ đến những món quà vật chất mà Chúa đã ban cho. Hãy nghĩ đến những món quà vật chất mà Chúa đã ban cho bạn, cơ thể bạn và phương tiện để bảo vệ nó, sức khỏe và mọi thứ để gì duy trì nó, bạn bè và nhiều sự giúp đỡ. Hãy nghĩ xem có bao nhiêu người xứng đáng hơn bạn mà không có được những món quà này. Một số người đang đau đớn vì sức khỏe hoặc chân tay, có người bị tổn thương, bị khinh miệt và phiền muộn, hoặc chìm trong nghèo đói, trong khi Chúa muốn bạn được tốt hơn. Chúng ta thường nghĩ rằng mình nghèo, nhưng rồi chúng ta gặp một người còn tệ hơn mình nhiều. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không nên phàn nàn nhiều như vậy. Sau đó, Thánh Francisco de Sales nói đến những ân huệ thiêng liêng mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Thêm nữa, hãy nghĩ đến những ơn sủng thiêng liêng của Ngài. Bạn là con cái của giáo hội Ngài, Chúa đã dạy bạn biết nhận ra chính Ngài khi bạn còn trẻ. Biết bao lần Ngài đã ban các bí tích của Ngài cho bạn. Ngài đã ban cho bạn những soi dẫn và ánh sáng nội tâm nào, những lời khiển trách nào để dẫn dắt bạn đi đúng hướng. Biết bao lần Ngài đã tha thứ cho bạn, đã bao lần Ngài đã giải thoát bạn khỏi những lần sa ngã. Ngài đã ban cho bạn những cơ hội nào để linh hồn bạn tiến triển. Hãy tập trung vào chi tiết, hãy xem Chúa đã yêu thương và nhân từ với bạn như thế nào. Sau khi trải qua bài thực hành thiêng liêng như vậy, phản ứng đầu tiên của chúng ta là cảm đội ơn Chúa vì những hồng ân của Chúa và nhận ra lòng nhân từ của Người. Hãy kinh ngạc trước lòng nhân từ của Chúa. Ngài đã đối xử tốt với tôi biết bao, Ngài giàu lòng thương xót và đầy lòng nhân ái biết bao. Linh hồn tôi ơi, hãy luôn kể lại những điều vĩ đại mà Chúa đã làm cho ngươi. Nếu bạn từng nghĩ rằng Chúa yêu người khác hơn bạn, hãy dừng lại và hãy nghĩ về những phúc lành mà Ngài đã ban cho bạn. Toàn bộ cuộc sống của chúng ta là ân huệ của Chúa. Điều chúng ta cần làm là nhận ra thực tế đó và nhìn thấy tình yêu và hoạt động của Ngài trong cuộc sống của chúng ta.